Fury tuyên bố thời điểm kết liễu Anthony Joshua. Tyson Fury cảm thấy mình có đủ mọi yếu tố để đánh bại Anthony Joshua trong 1 đến 2 hiệp đấu. Cả hai nhà vô địch người Anh đều đang có được thành công ấn tượng trong những năm gần đây, và Fury đã làm rõ mục đích muốn thống nhất các danh hiệu hạng nặng cùng đối thủ đồng hương ở trận đấu kế tiếp. Joshua vừa bảo vệ thành công đai WBA, WBO, IBF cùng IBO trước Khurshid Pulev trong một chiến thắng knockout ở hiệp 9 vào tháng trước. Dù vậy, vua Gypsy vẫn cho biết anh không mấy ấn tượng với màn trình diễn của AJ tại Wembley. Tôi không thấy rằng cậu ta giỏi như mọi người vẫn tâng bốc, hoặc là cậu ta cũng không tin như vậy về chính mình. Joshua có vấn đề về sự tự tin, cậu ta đã trải qua hai trận đấu đầy run rẩy. Với quyền anh, màn trình diễn trên võ đài nói lên tất cả về một võ sĩ. Ở hai trận đấu gần nhất, cậu ta không thể hiện tốt, còn tôi thì ngược lại. Đà hưng phấn luôn ở bên trong tôi, và tôi tin mình sẽ hạ gục cậu ta từ rất sớm, có thể là trong 1 đến 2 hiệp. Trận chiến này đã được ấp ủ từ lâu, họ đã né tránh tôi trong khoảng một thời gian dài, và giờ cuối cùng nó cũng phải thể ra. Họ có thể chạy trốn bằng việc công bố trên truyền thông hoặc chấp nhận cuộc thượng đài. Dù là cách nào thì cậu ta vẫn ở thế thua cuộc, Fury trả lời phỏng vấn tờ Fox Miami. Hiện tại những thủ tục còn lại của trận chung kết ở hạng nặng vẫn đang được tiến hành. Thời gian và địa điểm chi tiết của hai trận đấu giữa Joshua và Fury vẫn chưa được chính thức công bố. Nhưng nhiều nguồn tin tiết lộ, cuộc so tài đầu tiên sẽ diễn ra vào mùa hè này. Những điều đáng chú ý về Tyson Fury. Tyson Lock Fury sinh ngày 12 tháng 8 năm 1988 tại Manchester, nước Anh. Ngoài tên gọi, Fury còn được biết đến với biệt danh Gypsy King hay Vua Gypsy, hoặc là kẻ hung dữ. Fury đã hai lần trở thành nhà vô địch thế giới của hạng nặng khi đánh bại Vladimir Klitschko vào năm 2015 và Dan Tay Wilder vào năm 2020. Hiện anh là chủ nhân của đai WBC danh giá. Trong tổng số 31 lần thượng đài, võ sĩ 32 tuổi thắng 30 trận, 21 lần hạ knockout đối thủ, hòa 1 trận và chưa từng thất bại. Các nạn nhân tiêu biểu của tân vương WBC bao gồm Tom Squad, Tristan Hammer, Derek Chisora cùng hai tên tuổi được nhắc đến bên trên. Nói đến điểm mạnh của tay đấm người Anh, có lẽ ai cũng phải thừa nhận khả năng chịu đựng và phục hồi phi thường của Fury. Điều này được thể hiện rõ nhất trong trận đấu đầu tiên với Wilder vào năm 2018. Ngoài ra, thể hình cao lớn đến 2m06 cũng là một lợi thế rõ ràng của vua Gypsy. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Tyson Fury cần bao nhiêu hiệp để hạ Anthony Joshua knockout? Nhà tổ chức có tiếng Frank Warren cho rằng Tyson Fury sẽ là người giành chiến thắng trong cuộc đại chiến với Anthony Joshua. Hai nhà vô địch người Anh đã thỏa thuận thượng đài cùng nhau hai trận đấu vào năm 2021, và số tiền thu được ở cuộc chiến đầu tiên sẽ chia theo tỷ lệ 50-50. Thực tế, cả Anthony Joshua và Tyson Fury đều có ý định đánh bại đối phương để trở thành nhà vô địch tuyệt đối tiếp theo của hạng nặng. Dù vậy, trước mắt AJ phải vượt qua tay đấm dày dặn kinh nghiệm Khurshid Pulev trong cuộc so tài vào ngày 12 tháng 12 tới tại London. Rất nhiều nơi trên thế giới muốn tổ chức trận đấu tiền tấn giữa Joshua và Fury, nhưng các báo cáo gần đây cho thấy sân vận động Wembley ở thủ đô nước Anh đang dẫn đầu trong cuộc đua này. Frank Warren tin rằng trận chiến của những người Anh chắc chắn sẽ diễn ra vào năm sau, và ông đã có những tiên đoán về kết quả của cuộc đối đầu đáng chờ đợi này. Đồng thời, nhà tổ chức danh tiếng xứ sở sương mù tin rằng cuộc thượng đài trên sẽ là sự kiện thể thao lớn nhất lịch sử nước Anh kể từ khi họ giành chiến thắng ở World Cup 1966 trên chính quê hương mình. Tôi không thấy rằng cậu ta sẽ thua Joshua. Bạn hãy nhìn vào họ và nghĩ xem ai là võ sĩ giỏi hơn. Tyson Fury. Ai sở hữu cú chọc thẳng tốt hơn? Tyson Fury. Ai là người di chuyển nhanh nhẹn hơn? Tyson Fury. Ai có cú đấm mạnh hơn? Tyson Fury đã chứng tỏ nó trong trận đấu gần nhất với Dan Tay Wilder rằng mình có thể làm gì. Nếu chúng ta đánh giá, tôi thực sự tin cậu ta sẽ gục Joshua trong nửa đầu thời gian của cuộc chiến. Warren trả lời phỏng vấn của Standard Sport. Nhà tổ chức 68 tuổi tiếp tục nói về việc London đang chiếm ưu thế trong cuộc đua giành quyền tổ chức trận đấu đáng chú ý này. Cả hai người họ đều sẽ thích thượng đài ở London, nó sẽ diễn ra ở đó và Wembley là một địa điểm tuyệt vời. Covid có thể là một vấn đề, vậy nên nó phụ thuộc vào việc dịch bệnh sẽ diễn biến ra sao. Lúc này nếu không có bất ngờ gì xảy ra,
hai võ sĩ hàng đầu của nước Anh sẽ chạm trán trên võ đài vào năm sau, trong cuộc chiến thống nhất các danh hiệu boxing hạng nặng được nhiều người hâm mộ chờ đợi. Những điều đáng chú ý về Tyson Fury. Tyson Fury sinh ngày 12 tháng 8 năm 1988 tại Manchester, nước Anh. Ngoài tên gọi, Fury còn được biết đến với biệt danh Gypsy King, tức là vua Gypsy, hay là The Furious One, kẻ hung dữ. Fury đã hai lần trở thành nhà vô địch thế giới của hạng nặng sau khi đánh bại Vladimir Klitschko vào năm 2015 và Deontay Wilder vào năm 2020. Hiện anh là chủ nhân của đài WBC danh giá. Trong tổng số 31 lần thượng đài, võ sĩ 32 tuổi thắng 30 trận, 21 lần hạ gục đối thủ, hòa 1 trận và chưa từng thất bại. Các nạn nhân tiêu biểu của tân vương WBC bao gồm Tom Squad, Tristan Hammer, Derek Chisora cùng hai tên tuổi được nhắc đến bên trên. Nói về điểm mạnh của tay đấm bất bại người Anh, có lẽ ai cũng phải thừa nhận khả năng chịu đựng và phục hồi phi thường của Fury. Điều này được thể hiện rõ nhất trong trận đấu đầu tiên với Wilder vào năm 2018. Ngoài ra, thể hình cao lớn đến 2m06 cũng là một lợi thế rõ ràng của vua Gypsy. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Joshua hạ Conrad Pulev, Tyson Fury nổi điên tuyên bố cực sốc. Tyson Fury đã gọi tên Anthony Joshua sau khi nhà vô địch đồng hương đánh bại Conrad Pulev để giữ vững chiếc đai vô địch của mình. Trong trận đấu vừa kết thúc cách đây chưa lâu, Joshua đã hạ gục Pulev ở hiệp đấu thứ 9 tại đấu trường Wembley ở London để bảo vệ thành công các danh hiệu WBA, WBO, IBF cùng IBO. Và người đang giữ đai WBC là Fury đã nhanh chóng đưa ra phản ứng của mình. Phát biểu trong một video trên Twitter, vua Gypsy tiên đoán rằng anh sẽ knock out Joshua trong 3 hiệp nếu họ đối đầu vào năm sau như nhiều người kỳ vọng. Vậy đấy mọi người, Anthony Joshua đã làm trò với bản thân trên TV. Cậu ta được hỏi rằng bản thân có muốn đấu với tôi không, và cậu ta lại đi quanh những bụi cây để giải quyết vấn đề của mình. Tôi muốn trận đấu đó vào lần tới, tôi sẽ hạ gục cậu ta trong vòng 3 hiệp. Thật không thể chờ đợi thêm để knock out cậu ta, Fury cảnh báo. Sau những lời tuyên bố, võ sĩ 32 tuổi còn viết thêm: Anthony Joshua, nó chỉ là vấn đề thời gian. Tôi sẽ đá đít cậu ta như những gì đã làm với Deontay Wilder trong 2-3 hiệp. Nhắc lại trận đấu hồi tháng 2, Fury đã đánh bại Wilder ở hiệp đấu thứ 7, hơn một năm sau trận hòa của họ vào cuối năm 2018. Lúc này, cơ hội để hai nhà vô địch người Anh đi đến trận chiến thống nhất các danh hiệu đang sáng sủa hơn bao giờ hết. Joshua và Fury đã đồng ý so tài trong hai trận đấu vào năm 2021. Và vào thứ 7 vừa rồi, nhà tổ chức Eddie Hearn cho biết anh muốn cuộc chạm trán này diễn ra ngay lập tức. Đồng thời, người đàn ông đứng đầu Medroom cũng dự đoán rằng Joshua sẽ đánh bại Fury bằng knockout. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.